Tất cả những việc này phải nói bắt đầu từ khi tôi được điều động đến Bộ Tư lệnh Tối cao Liên minh châu Âu. Tại châu vào năm 1963, mùa hè năm đó, tôi được phân đến làm việc tại Bộ phận Nghiệp vụ, sau đó thì được điều phối đến Phòng quân sự Bộ Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh, chúng tôi gọi nó là SOC. Lúc đó, tôi được trao mức độ an ninh cấp tuyệt mật vũ trụ. Đây là cấp an ninh cao nhất trong NATO, và cho đến nay cũng như vậy. Người đàn ông trên màn hình là Robert Dean, là cựu chỉ huy quân sự của quân đội Mỹ, phục dịch 28 năm trong quân đội, từng là chỉ huy bộ binh chiến đấu của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam, từng làm việc trong bộ tình báo tại Lào, Campuchia và Bắc Việt Nam. Năm 1963, Robert Dean được điều động đến Bộ Tư lệnh Tối cao Liên minh châu Âu tại Roquencourt, một thị trấn nhỏ gần Paris, Pháp. Bộ phận của Robert Dean là Phòng quân sự Bộ Tư lệnh Tối cao, viết tắt tiếng Anh là SOC. Ở đó, mức độ an ninh của ông được nâng mức cao nhất của NATO, cũng gọi là cấp vũ trụ tuyệt mật. Trong quá trình công tác, Robert Dean tiếp xúc với một lượng lớn tài liệu tuyệt mật mà chính phủ không muốn công khai cho dân chúng biết, bao gồm về người ngoài hành tinh, liên minh giữa các vì sao, thậm chí là tương lai của nhân loại. Quãng thời gian công tác tại Bộ Tư lệnh Tối cao Liên minh châu Âu đối với Robert mà nói mới chỉ là bước khởi đầu. Cam kết bảo mật hàng đầu của ông được duy trì cho đến tận năm 1976 sau khi giải ngũ. Sau đó, Robert đã đến làm việc cho cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang thêm 14 năm nữa. Như vậy, Robert tổng cộng đã làm việc cho chính phủ liên bang hơn 40 năm. Trong khoảng thời gian đó, lượng lớn tài liệu mang tính lật đổ đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của ông ấy. Ông ấy đã tìm hiểu được trái đất luôn bị một lực lượng ngoài hành tinh nghiên cứu và quan sát trong thời gian hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn năm. Tính đến năm 1964, phía quân đội đã tìm hiểu được rằng đã có ít nhất 4 đợt thế lực ngoài hành tinh từng đến trái đất, quan sát và nghiên cứu hành vi của con người. Năm 2009, Robert đã công bố một phần thông tin mà ông ấy biết tại cuộc họp thượng đỉnh châu Âu của dự án giải mật chính trị giữa các vì sao tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha. Với nội dung cụ thể mà Robert tiết lộ, rốt cuộc có những gì? Hôm nay, chúng ta sẽ nói về chủ đề những tài liệu tuyệt mật cấp vũ trụ được tiết lộ bởi Robert Dean. Ngày 20 tháng 7 năm 1969, ngày Chủ nhật, một ngày khiến cho nhân dân trên toàn thế giới cảm động vô cùng. Apollo 11 đưa 3 phi hành gia đáp lên mặt trăng. Armstrong quay lưng ra ngoài, bước rất chậm từ thang của tàu vũ trụ xuống. Ông ấy đã dùng trọn 3 phút để bước xuống 9 bậc thang. 10 giờ 56 phút 20 giây tối giờ Đông Mỹ, bước chân đầu tiên của Armstrong bước lên bề mặt mặt trăng. NASA đã phát trực tiếp cả quá trình đáp lên mặt trăng. Tiếng nói của Armstrong đã vọng vào tai của mọi người dân. Ông nói, đối với một người mà nói, đây chỉ là một bước đi nhỏ. Nhưng đối với toàn nhân loại mà nói, đây là một bước tiến khổng lồ. 19 phút sau khi Armstrong đặt chân lên mặt trăng, một phi hành gia khác, Buzz Aldrin, đến bên cạnh. Hai người giống như những đứa trẻ đang cảm nhận bề mặt mịn màng của bề mặt mặt trăng. Trong TV có thể nhìn thấy, hai người giống như những chú linh dương đang vui vẻ nhảy đi nhảy lại. Vào những năm 60-70, đúng trong cuộc chạy đua vũ trụ Xô Mỹ, cuộc đổ bộ lên mặt trăng đầu tiên của nhân loại chắc chắn là một kỳ tích đáng kinh ngạc. Trong thời đại mà TV màu vẫn còn chưa phổ biến, điện thoại còn chưa được phát minh, thì đối với đại đa số dân chúng mà nói, việc đáp lên mặt trăng thật đúng như câu chuyện cổ tích. Cho đến tận ngày nay, cũng có rất nhiều người tin rằng video lên mặt trăng mà Mỹ công bố chẳng qua chỉ là chụp trong studio mà thôi. Và trong hội đàm thượng đỉnh dự án tiết lộ chính trị giữa các vì sao, Robert có nhắc đến nhân loại không chỉ đã đáp lên mặt trăng, thậm chí còn nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Những tài liệu về kỹ thuật đổ bộ lên mặt trăng của Hoa Kỳ sau khi chấm dứt khám phá đổ bộ lên mặt trăng thì liền bị tiêu hủy từng phần một. NASA là rõ nhất, hay dùng cách nói của họ thì là bị thất lạc hơn 40 cuốn băng có nội dung liên quan đến việc đổ bộ lên mặt trăng. Robert Dean thậm chí còn châm biếm tên đầy đủ của NASA nên gọi là cơ quan không bao giờ trả lời vấn đề một cách thẳng thắn. Ông ấy còn may mắn được nhìn một số hình ảnh và video mà nhân viên nội bộ đã bí mật cất riêng. Bức ảnh ký hiệu 7346 này là do Apollo 12 trong nhiệm vụ đổ bộ lên mặt trăng lần thứ 2 của nhân loại. Trong khi phi thuyền vòng quanh quỹ đạo mặt trăng, phi hành gia khi đang trong khoang phi thuyền đã chụp được bức ảnh vật thể bay không xác định. Bức ảnh này là do Neil Armstrong chụp được. Lúc đó, khi ông ấy đang nhìn ra ngoài từ khung cửa sổ của tàu vũ trụ, thì vừa đúng lúc vật thể bay hình xì gà này bay ngang qua. Liệu đây ở một mặt nào đó có thể hiểu được vì sao mà Armstrong khi bước từ bậc thang mô đun mặt trăng xuống
lại chậm rãi cẩn thận từng bước như vậy. Bức ảnh số hiệu 8553 này cũng là do phi hành gia của Apollo 12 chụp được. Kích thước của vật thể bay không xác định trong ảnh tương đối lớn. Robert Dean còn nói đùa rằng lúc mà các phi hành gia của chúng ta chụp được nó, chắc nhóc trong đó cũng đang chụp chúng ta rồi. Bức ảnh mã số 9837 này là miệng núi lửa Landsberg do Apollo 14 trong nhiệm vụ đổ bộ lên mặt trăng lần thứ 3 của nhân loại khi bay quanh mặt trăng đã chụp được. Trong nhiệm vụ lên mặt trăng lần đó, phi hành gia được yêu cầu quan sát tình hình bên trong miệng núi lửa. Trong bức ảnh này, ngoài miệng núi lửa ra, còn có thể nhìn thấy một vật thể bay không xác định. Vạch thẳng là do sau này đã thêm vào, biểu thị hướng bay của vật thể bay. Bức ảnh này là do Apollo 13 chụp được. Câu chuyện về Apollo 13 thì tôi tin rằng rất nhiều người đều đã quen thuộc. Nó được xưng là lần thất bại vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. 51 năm trước, tàu vũ trụ Apollo 13 khi đang trên đường đổ bộ lên mặt trăng đã gặp phải nguy cơ nổ bình oxy. Điều này không chỉ khiến cho kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng trị giá 400 triệu đô tan vỡ ngay trong chớp mắt và cũng đẩy tính mạng của 3 thành viên phi hành đoàn rơi vào cảnh nguy khốn. Nhưng may mắn là cùng với sự phối hợp của phi hành đoàn cùng chuyên viên trên mặt đất hóa nguy thành an, cuối cùng điều khiển một con tàu vũ trụ bị tổn hại nghiêm trọng an toàn trở về trái đất. Bức ảnh này được chụp bởi Apollo 13 trong lúc đang bay về hướng mặt trăng. Trong bức ảnh, ngoài mặt trăng còn xuất hiện 3 vật thể bay không xác định bên ngoài cửa sổ. Hình dáng vật thể bay B thì giống như một vật thể hình tròn có nắp. Vật thể bay C thì giống như một vật thể hình đĩa có thể tích tương đối nhỏ. Vật thể bay A giống như hình điếu xì gà, nhìn về thể tích thì vô cùng khổng lồ. Ngoài những bức ảnh mà ông Robert công khai này, trong quá trình phát sóng trực tiếp Apollo 11 cũng là lần đầu tiên nhân loại đáp lên mặt trăng, có mấy phút bị mất tín hiệu. Và sự việc mất tín hiệu này cũng gây nên rất nhiều tranh cãi. Trên thực tế, lúc đó Armstrong đã chuyển tín hiệu sang kênh y tế tư, bởi vì kênh này liên quan đến vấn đề bí mật về tình hình sức khỏe của phi hành viên nên sẽ không được công khai. Nhưng nghe nói lúc đó có một số người đam mê lĩnh vực liên lạc vô tuyến điện đã cố gắng đánh chặn tín hiệu liên lạc. Và dưới đây là một đoạn cuộc đối thoại giữa Armstrong với mặt đất đã được khôi phục lại. Columbia, this is Houston, go ahead, over. Hopefully no trouble. Okay. And I can see everything quite clearly. The light is sufficient. Trong đoạn ghi âm, Armstrong biểu thị trên bề mặt của mặt trăng, ông ấy đã nhìn thấy một vật thể màu trắng đỗ tại nơi không xa gần miệng núi lửa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đáp lên mặt trăng, người như anh hùng nhân dân trở về là Armstrong, trong buổi họp báo lại biểu hiện buồn bã đến lạ thường. Điều này đã tạo nên sự khác biệt rất rõ ràng với không khí vui mừng phấn khích lúc ban đầu khi họ mới đáp đến mặt trăng. Tất cả mọi thứ nhìn thấy trên mặt trăng liệu có phải nguyên nhân thật sự khiến cho Armstrong buồn bã, thậm chí cảm thấy sợ hãi hay không? Những thông tin bị NASA che giấu này mới chỉ là tảng băng trôi của những thứ mà Robert tiết lộ. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp. Trong hệ ngân hà của chúng ta có 200 đến 400 tỷ tinh cầu. Theo tiết lộ của Robert, trong vũ trụ có 200 tỷ thiên hà có kích thước như hệ ngân hà, thậm chí nhiều hơn, và còn một liên bang ngân hà mà trụ sở chính của nó không nằm tại hệ ngân hà mà chúng ta đang ở. Từ lúc con người sinh ra, chúng ta không phải là đơn độc, hơn nữa chưa bao giờ từng đơn độc. Thời khắc lịch sử nhân loại bắt đầu là đã luôn duy trì mối quan hệ nội tại mật thiết với sinh mệnh trí tuệ ngoài hành tinh. Trong vũ trụ mênh mang có tồn tại những nền văn minh trí tuệ khác nhau. Tới đây, Robert sẽ gọi nền văn minh ngoài hành tinh này gọi thành bên thứ ba. Hiện tại, trên trái đất có rất ít người tin vào sự tồn tại của bên thứ ba, thậm chí đã từng tiếp xúc với họ. Một trong những người này sẽ trở thành người đứng ra vạch trần, và đương nhiên, Robert Dean chính là một trong số những người tiết lộ đó. Bên thứ ba đã quyết định tiến độ tiết lộ thông tin liên quan đến họ. Nếu như họ muốn, thậm chí ngay ngày mai, họ có thể đem tất cả mọi thông tin liên quan công bố trước công chúng. Nhưng họ sẽ không làm như vậy, bởi vì hầu hết mọi người trên trái đất hiện nay đều chưa chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận những thông tin này. Và tháng 5 năm nay, các kênh truyền thông chủ lưu như New York Times, New Yorker, CNN đều liên tiếp đưa tin các tổ chức như Cơ quan Tình báo Quốc gia, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Tình báo Hải quân sẽ chính thức cung cấp báo cáo điều tra liên quan đến UFO lên Quốc hội. Trong suốt quãng thời gian rất dài, phía chính phủ Mỹ luôn giữ thái độ cố tình phớt lờ đối với UFO và nền văn minh ngoài hành tinh. Từ ban đầu đã luôn phủ nhận sự tồn tại của khu 51, cho đến sau đó thừa nhận tính bảo mật cao của khu 51,
Rồi đến tháng 4 năm 2020, Lầu Năm Góc Bộ Quốc phòng đã thừa nhận tính chân thực của ba đoạn video hiện tượng không xác định trên không. Có thể cảm nhận thấy rõ thái độ của Hoa Kỳ đối với UFO và người ngoài hành tinh trong thời gian gần đây đã có nới lỏng. Liệu điều này có nghĩa rằng thời khắc mà chân tướng được công khai trước công chúng ngày càng đến gần hơn? Ngoài ra, Robert còn nói, thế giới mà chúng ta đang sống thực ra là một bức ảnh ba chiều khổng lồ. Khái niệm này thực ra không mới. Ngay từ những năm 90 đã có khoa học gia đưa ra thuyết vũ trụ toàn ảnh. Trong 20-30 năm gần đây, thảo luận về thuyết toàn ảnh cũng ngày càng nhiều. Nói một cách đơn giản, thuyết vũ trụ toàn ảnh cho rằng thế giới mà chúng ta đang ở đây chỉ là một ảo ảnh, là một bức ảnh ba chiều rất lớn và chi tiết phong phú, là một hình chiếu được chiếu bởi duy độ cao. Thế giới này được cấu thành từ một lượng lớn thông tin. Sự vận hành của thế giới cũng là sự trao đổi và chuyển đổi giữa các thông tin với nhau mà thôi. Và tất cả mọi thứ mà đại não của chúng ta cảm nhận được chỉ là sự phản chiếu của thế giới này, hoặc nói rằng là một hình ảnh ba chiều của thế giới được xây dựng trong đại não. Dưới tác dụng tổng hợp của các cơ quan giác quan, đại não của chúng ta hình thành nên toàn bộ hình thái thế giới. Trong cả chỉnh thể vũ trụ, giữa các hệ thống con với hệ thống với vũ trụ, xuất hiện quan hệ đối ứng ba chiều. Các hệ thống con bao hàm tin tức của toàn bộ hệ thống thì bao hàm thông tin của toàn bộ vũ trụ. Lấy một ví dụ đơn giản, nó giống như hạt giống chứa tất cả thông tin của toàn bộ thực vật, và phôi động vật bao hàm thông tin của cả động vật đó vậy. Mỗi một nguyên tử đều là một vũ trụ, nguyên tử lại là một phần của vũ trụ. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề nói đến chính là đạo lý này. Nếu vẫn còn khó hiểu thì lý thuyết về cái hang của Plato là một ví dụ rất tốt về thuyết vũ trụ toàn ảnh. 2400 năm trước, Plato, triết học gia Hy Lạp cổ, đã hoàn thành tác phẩm nổi tiếng Cộng Hòa. Trong đó có một câu chuyện ngụ ngôn rất thú vị như này. Có một nhóm tù nhân bị vây hãm trong một hang động. Từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, họ đều sống tại đây. Từ nhỏ đến lớn, bị xích sắt trói lấy chân tay, không thể quay đầu lại, chỉ nhìn được bức tường trong động ở trước mặt. Đằng sau lưng nhóm tù nhân bị giam hãm này có một đường thông. Con đường này có thể thông đến cả hang động, thậm chí là bên ngoài động. Bên cạnh đường thông có một đống lửa soi sáng cả hang động. Bất cứ khi nào những người bên ngoài vác trên lưng các loại công cụ dụng cụ đi qua đường thông, thì lửa sẽ chiếu bóng của những người, dụng cụ, súc vật đó lên bức tường trước mặt những tù nhân kia. Từ nhỏ đến lớn, tù nhân chưa hề nhìn thấy thứ gì khác. Họ cho rằng những chiếc bóng này là sự vật chân thực duy nhất trên thế giới. Họ cứ tưởng rằng bản thân mình đang sống trong một không gian hai chiều. Một số nhà vật lý trong nhóm tù nhân này quan sát chi tiết những cái bóng trên bức tường và rồi phát triển ra một bộ lý thuyết, cố gắng đi giải thích trong thế giới hai chiều mà họ đang sinh sống đây, giữa các vật thể với nhau vận hành như thế nào và lại tương tác qua lại với nhau như thế nào. Đương nhiên, bộ lý luận này chắc chắn sẽ có những chỗ mâu thuẫn. Thế nhưng các nhà vật lý tù nhân dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể nghĩ đến được rằng thế giới của họ căn bản không phải là hai chiều. Có một ngày, một người trong số tù nhân đột nhiên được phóng thích. Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy ngọn lửa sau lưng, đường thông, những người đi qua lại trong đường thông và thậm chí là cả thế giới bên ngoài. Tất cả đều khiến cho anh ấy vô cùng hoang mang, thậm chí là sụp đổ. Anh ta không muốn tin rằng những thứ này đều thực sự tồn tại. Nhưng rồi dần dần về sau, anh ta bắt đầu tiếp nhận thế giới mới, đồng thời thấy thương cảm cho những người bạn đồng hành bị giam hãm trong hang động kia. Anh ta quay trở về động, thử đi giải cứu những người bạn đồng hành của mình, nhưng không có một ai tin những lời anh ta nói, thậm chí cười nhạo anh ta, cho rằng anh ta bị điên rồi. Chúng ta trong cuộc sống hiện thực này có khi nào chính là những tù nhân trong thuyết về cái hang của Plato? Thế giới mà chúng ta đang nhận thức được có thể chỉ là một phần của thế giới chân thực, mà thế giới chân thực có thể còn mỹ diệu và thú vị hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Duy độ không gian có thể cũng vốn không như không gian ba chiều mà chúng ta nhận thức được. Thế giới mà chúng ta nhìn thấy có thể chỉ là hình chiếu của thế giới duy độ cao mà thôi. Trong tài liệu mà Robert Dean tiết lộ, còn nhắc đến một trải nghiệm vô cùng kỳ dị của ông ấy. Vào khoảng năm 2002, ông ấy từng có một lần tiếp xúc rất mật thiết với bên thứ ba. Ông ấy bị đưa đến một nơi có tên là Melina. Ông ấy không dám khẳng định đây là tinh cầu nơi mà bên thứ ba ở, hay là phi thuyền của Liên bang Ngân Hà, hay là cổng vào của một duy độ khác. Nói tóm lại, Robert cảm thấy bản thân mình đã ở đó thời gian 6 ngày trọn vẹn. Mọi chức năng sinh lý của ông ấy đều rất bình thường, vẫn có thể ăn, đi vệ sinh và ngủ. Robert nhớ trong 6 ngày đó, mỗi một ngày ông ấy đã làm gì. Nhưng khi mà ông bị đưa trở về lại trái đất, thì ông ấy phát hiện thời gian mới chỉ trôi qua 5 phút. Bên thứ ba mà Robert tiếp xúc
Về ngoại hình không có bất cứ thứ gì khác với con người, nhưng ánh mắt thì dường như có thể nhìn thấu mọi tâm tư, suy nghĩ của ông. Bên thứ ba là dùng ý thức để tiến hành giao tiếp với Robert Dean. Khi nói chuyện, sẽ nhìn chằm chằm vào hai mắt Robert rất lâu. Robert nói, giữa người với người khi nói chuyện sẽ không nhìn chằm chằm vào mắt đối phương như vậy. Một là sẽ khiến cho đối phương thấy mất lịch sự, hai là một loại mang tính uy hiếp. Nhưng bên thứ ba thì lại khác, họ sẽ nhìn ánh mắt để nhìn xuyên thấu bạn. Nơi gọi là Melina kia giống như một thành phố hay một cộng đồng, bên trong có thư viện, có giảng đường, có hội trường. Còn Robert lại không nhìn thấy trạm cứu hỏa, xe cứu hỏa và đồn cảnh sát. Trong lần trải nghiệm đó, để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Robert là thư viện và các bản ghi chép. Bên thứ ba gọi các bản ghi chép này là bản ghi Akashic. Từ Akashic là được chuyển ngữ từ tiếng Phạn, nghĩa là dĩ thái, hoặc là năng lượng nguyên thủy của vũ trụ, đại diện cho thứ nguyên ý thức tối cao. Mỗi một sự kiện trong vũ trụ đều có thể tìm thấy trong đó. Thông tin về mỗi người trên trái đất cũng đều được ghi chép lại trong thư viện tại Melina. Từ khi trở về từ Melina, Robert Dean cảm thấy chấn động không gì sánh được. Ông nói trải nghiệm của ông ấy rất giống với trải nghiệm cận tử. Trong một số sự kiện bị người ngoài hành tinh bắt cóc mà chúng ta từng nói trước kia, bị bắt cóc đi thì đều là nhục thân. Nhưng mà Robert nói, ông ấy cảm thấy bản thân mình dường như chỉ là ý thức rời khỏi trái đất. Từ thư viện của Melina mà ông Robert biết được, trái đất giống như một trường học để trải nghiệm cuộc sống. Tất cả mọi người khi tốt nghiệp tại trái đất đều sẽ nhận được một bằng chứng nhận. Robert còn chỉ ra rằng trái đất chính là một trong những trường học gian khổ nhất trong vũ trụ, mà cái chết vốn không thực sự tồn tại, chỉ là một phần của trải nghiệm mà thôi. Trong tương lai, nhân loại sẽ trải qua thời kỳ khó khăn và gian khổ, nhưng đây là việc phải đối diện khi sinh sống trên trái đất. Trong video phỏng vấn tại hội nghị Phoenix UFO năm 2011, Robert nói, kể từ lần đầu tiên tiếp xúc với những tài liệu cơ mật này năm 1964, cuộc đời của ông ấy đã trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, ông cảm thấy bản thân mình có phải điên rồi không? Giai đoạn thứ hai, ông chắc chắn bản thân mình điên thật rồi. Giai đoạn thứ ba thì ông đã hiểu ra, ông không có điên, mà điên là cả thế giới này. Trạng thái của Robert rõ ràng chính là tái bản người tù nhân trong lý luận hang động của Plato được phóng thích. Robert từng nói, ông vẫn còn rất nhiều thông tin chưa tiết lộ. Những thông tin này đủ để làm sụp đổ thế giới quan của người dân trên thế giới, thậm chí khiến cho cả thể hệ xã hội tan rã. Ông nói, trong tương lai, khi con người đã chuẩn bị sẵn sàng hơn, ông sẽ công khai những thông tin này. Nhưng đáng tiếc là, ngày 11 tháng 10 năm 2018, Robert đã qua đời tại bang Arizona, Hoa Kỳ, hưởng thọ 89 tuổi. Cùng với sự ra đi của ông, những thông tin chưa được tiết lộ kia có thể mãi mãi sẽ bị chôn vùi dưới cát bụi. Trong một lần diễn giảng, Robert đã từng chia sẻ một bức ảnh thiên hà vũ trụ. Ông nói, trong vũ trụ vô hạn, tràn đầy các dạng sinh mệnh trí tuệ, sự xuất hiện của con người vốn không phải điều ngẫu nhiên và chúng ta cũng chưa bao giờ đơn độc. Ông cũng từng cảm thấy mơ hồ, nghĩ đến việc mình từ đâu đến, hiện tại thì mình đang ở đâu và sau này mình sẽ đi về đâu. Những hành tinh này trong vũ trụ chính là cội nguồn và đích đến. Chúng ta và con cháu đời sau cuối cùng sẽ tìm thấy nơi thuộc về mình để có nó và nhận nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn, các bạn có thể đăng ký để đón xem các video tiếp theo. Hoặc nếu còn thời gian, các bạn có thể xem thêm các video khác của channel này.